Vâng, và đây là Pamiran đến từ game thủ chim sẻ ở trong trận đấu bản lề. Egypt Greg Miran Pan. Đây là Pan. Đây là Kata. Đây là Pan. Và đây là Minwan. Bên phía đội bạn thì cũng Pan Min. Còn Egypt Greg bên mình thì cũng Pan Min và Pan Kata. Như vậy là Pan cân Greg Pan cân Egypt là xong. Truy mệnh đây. Đây là chim sẻ. Đây là nâu một cầm Katarian. Trận đấu này thì chip boy anh lại được cầm chủ lực ở đôi voi. Đây là một bãi vàng. Bạn này thì không biết là Minwan có được một cái hốc nào đẹp hay không. Con voi đầu tiên đã được câu về. Bài nhà nâu 1 mới là một bài nét. Trận này mà nâu 1 đánh chắc nhà được và cùng nhau với lại cùng ôm với lại Minwan thì tươi. Truy mạnh cầm Pan thì sao? Bây giờ thì có lẽ là sân khấu là của game thủ Truy mạnh. Truy mạnh đang có những chuỗi trận thi đấu phải nói là lên đồng. Đã có 2 trận anh đã để lại dấu ấn ở trong lòng khán giả, đó là một trận cầm Roman cân một nhà cho John, một nhà Pan. Còn và một trận thi đấu nữa là một trận thi đấu vừa nãy. Trận đấu thứ hai trong xe đấu thứ hai, turn ốp nhà quyết định. Chip boy thì anh toàn cung nga đi lẻ tẻ thôi. Thế nhưng mà rất may để có cả những con chém cũng như những con lạc đà của các thủ trí mệnh để có thể. Vâng, có con lạc đà con chém của các thủ trí mệnh để có thể phối hợp ốp nhà xi măng. Nói chung game thủ trí mệnh, nói chung anh vẫn cần phải phát huy thêm và cần phải giữ được phong độ như vậy ở trong suốt những thời gian tới. Đây là nâu 1 cầm Katarian. Đây là Pamiran đến từ game thủ chim sẻ. Một bài mà chim sẻ đang có 7 hiêu đôi voi. Kích đời khá sớm, 4 voi luôn dành cho game thủ chim sẻ. Có cái là nó có về được hết hay không thôi. Ơ rồi thôi. Màn hình máy game thủ nâu 1 5 voi. 6 voi. Nếu mà về hết thì là 6 voi. Vâng, nói chung là không hiểu hôm nay là trước khi đi các ông ăn uống cái gì mà ngày hôm nay các ông lắm nicotine vậy. Các ông nên chém gió điên đảo ở tại quán Van Lớp. Đây nâu 1 đang vẩy để có thể bo chỉ đạo game thủ chip boy bo nhà. Vâng. Đây em bo mỗi bãi đá này thôi. Em bo cho bãi đá này vào là không một sinh vật nào đi qua được. Nhà anh em mình kinh hồn. Đúng là toàn các thiên tài chém gió. Đây. Thôi bơm gỗ đóng bơm gỗ cho chip boy đóng BC để nâng bản đồ lên dễ bo. Vâng, ôi trên này kín lắm. Không. Vâng, tên này thì đúng thật là không có sinh vật nào đi qua được nhà game thủ nâu 1 và nhà chip boy cả. Đúng. Ôi trời. Thế này thì đàn voi nó đi qua thừa. Lỗ to lắm anh nâu 1 đây.
Nâng cấp bổ gỗ luôn một bài đánh chắc nhà được rồi. Truy mạnh đào vàng, và đây là một bãi vàng mà đối với Pan thì đây là một bãi vàng đẹp. Đóng S đi Truy mạnh ơi. Vâng, bãi vàng như này thì có dắt hay không? Mong sao nó không dắt. Ờ tươi. Truy mạnh đang nhấc chân rất khéo. Cứ ỏ ý ở đâu ấy nhỉ? Nhà ông Team Sẻ sao ấy? Đúng rồi. Ông đang chọc nhau với lại game thủ màu 4 Vên lớp. Vên lớp là người cầm Katai Pan. Vên lớp là người cầm Pan. Và có lẽ là người ta lại nhớ lại trận thi đấu mà solo 2 Pan giữa Chim Sẻ và Vên lớp ở trong hôm chủ nhật vừa rồi. À hôm thứ bảy. Ôi lại lao lật. Một tình huống mà nhiều khả năng là Vên lớp đi tầm 4-5 dân trong tuần này. 4 dân đấy. Màn hình máy của game thủ Chi Boy. Một bài mà nhà đang rất rộng. Đây là Chim Sẻ vẫn đang đôi công với lại game thủ Phê Lớp. Phù Thủy có chết không? Vâng, Chim Sẻ đây rồi. Một tình huống mà Chim Sẻ đang ken e và nhiều khả năng là bãi gỗ game thủ Vên lớp. Mất hoàn toàn 5 con nông dân đến quân. Quá hay dành cho game thủ Chim Sẻ. Lại Vên lớp lại mất thêm con Phù Thủy nữa. Rồi Vên lớp yếu lắm rồi nha. Nâng cả bổ vàng luôn, lực nhà nông đánh khỏe rồi anh ơi. Màu 3 cũng đánh cung Nga. Màu 3 cũng là Minh Đoàn. Bên phía đội bạn của nhà Egypt nữa. Truy mạnh đang giữ tham là 23. Màu 2 là một nhà dâng lờ. Màu 2 là người cầm Greg. Nó 1 tham lai đang 43/60. Truy mạnh vẫn đang giữ tham 26. Vâng, tên này thì Chim Sẻ chắc chắn phải bỏ nhà thôi. Màn hình máy ở game thủ Chip Boy. Không có tham giữ nhà game thủ Chim Sẻ là gì cả. Về nhà Chim Sẻ xấu. Vâng. Vâng, Chim Mạnh chém ai. Vâng, không có gì. Bơm đồ cho game thủ nô 1. Một đóng 2P rồi anh. Vâng, không ra 2P. Chắc là đóng nhầm. Bây giờ thì cung Nga có cần phải đứng ở trong nhà game thủ nó một tí không? Rồi, thế sang cung Nga đi. Tham Lai đang 71/68. Ai đừng có vàng giờ phải bơm cho nó một chứ, lại bơm cho màu 6 thì cũng hơi tù. Màu 6 thì bây giờ thì thôi.
Bơm cho No 1 thôi. Có đồ tất tay dồn cho game thủ No 1. No 1 đóng A bên trong, thủ được là nhiều của Đăng Queen đấy. Nhà của Hoàng Mai Nhi tranh vênh. Nhà của Hoàng Mai Nhi tranh vênh. Đây là Chip Boy. Chip Boy nâng hết công nghệ chưa? Giáp thì thôi không phải nâng được, nhưng mà bây giờ thì phải có được đào vàng. Để có được đào vàng cơ. Màn hình máy ở game thủ No 1. No 1 bây giờ cần được 200 gỗ nữa thôi. 200 gỗ với 200 thực mắc bêu luôn. Thịt thì không phải cần luôn. Gỗ. BA. Anh ơi. BA sau hai cây gỗ kìa. 900 à đây rồi. Đen ruộng anh ơi, đen ruộng cho nó giàn quân. Rồi đấy. Tham Lai đang 58/72. Bãi vàng ăn luôn của Chip Boy này. Ây rồi anh còn vẽ thêm ruộng nữa cơ. Màn hình máy ở game thủ Truy Mạnh có quấy được nhà của ai không? Tham Lai còn 13 thôi. Truy Mạnh có một tình huống dồn đến 700 đồ cho game thủ No 1 để No 1 một phát lên 4 luôn. Khiến cho đội bạn cực kỳ bất ngờ. Vâng. Chip Boy anh cần phải chú ý nhá. Có được. No 1 đang hơi vón vàng một tí. Bây giờ thì chim sẻ vào nhà Min Oan hồi dân chỗ nào được thì hồi. Đây rồi. Tham Lai đang 23/32. Một con số cũng khá đẹp ở trong ngày hôm nay. Úi dồi ôi, Chip Boy giờ mới nâng bổ vàng à, chết được không? Hơi đen chắc anh kích xịt thôi. Đây là No 1. Chặt gỗ 3 anh vẫn chưa nâng đâu anh No 1 nhá. Bây giờ thì đây sẽ là một trận đấu mà các cầu thủ sẽ được đưa nhau để đánh đầy 4. Và đây sẽ là trận thi đấu mà có rằng bên mình cũng phải 3 nhà lên 4 thì mới đánh được. Min Oan cũng sẽ được lên 4. Nhưng mà Chim Sẻ cũng là một người cần hồi được để lên 4 sau Min Oan. Nhà Min Oan đến từ game thủ mùa 2 xi măng. Đang có y. Không hiểu đây là một bài mà Greg ý đồ gì, chắc nhà nhảy 4 à hay là thế nào. Tôi nghĩ là bên phía đội bạn là chắc có màu 3 nhảy 4 và màu 1 nhảy 4 thôi. Nhà của màu 2 đang rất nhiều ruộng này. Nhà màu 2 xi măng đang cực kỳ nhiều ruộng. Nhưng mà màu 2 đang chạy dân rồi. Truy Mạnh có quản lý được màu 2 hay không? Đây là Chip Boy. Màn hình máy ở game thủ No 1 93/104. Màu 3 thì dường như đã lên 4 xong thì phải. Bây giờ thì tôi đang khá là lo ngại về một bài mà màu 3 anh sẽ công ca. Công ca thì bên mình hiện tại là chưa có gì đỡ. Egypt bay phía đội bạn bao nhiêu dân rồi? Vâng, Tham Lai mình đang đè 55/45. Một trận thi đấu mà nói chung là cửa thắng là rất cao rồi. Min Oan bên phía đội bạn cực yếu. Tham Lai của Min Oan thì bằng thận bé hơn Tham Lai game thủ No 1 á. Thế thì bên kia đánh sao? No 1 tham 98. Bên kia Min Oan tham tầm 90 thôi. Đến một lượng khuyến mại cho đến 1 lít thôi. Nhưng mà đánh tiếp thì bên mình không có cửa thua. Nhà Egypt bên phía đội bạn rất xấu. Vâng, trận này nhiều khả năng là đổi cầu.